Phần trọng âm ấy cô sẽ nói một cách rất là nhanh chóng thôi và chúng ta sẽ làm bài tập sau đấy. Thế nào là trọng âm? Thế nào là trọng âm nào? Chúng ta chỉ xét trọng âm của những từ có hai âm tiết trở lên thôi. Những từ một âm tiết mặc định là trọng âm nó rơi vào đúng cái âm tiết đấy. Còn những từ có hai âm tiết trở lên thì có một âm tiết sẽ mang trọng âm. Thế thì đặc trưng của trọng âm là gì? Trọng âm là cái âm đấy nó thường có cái đặc trưng là nó có thể đọc dài hơn hoặc to hơn, có độ cao khác cái âm còn lại thì âm tiết đấy là âm tiết mang trọng âm. Ok. Cô ví dụ như thế này, chúng ta có ba từ là từ happy thì trọng âm sẽ rơi vào âm hap chứ không rơi vào âm thi nhá. Chúng ta sẽ đọc là happy chứ không đọc là happy, được chưa ạ? Tiếp theo, chúng ta có từ disease, trọng âm sẽ rơi vào z chứ không rơi vào d. Cho nên các con phải đọc là disease. Tiếp, từ thứ ba là từ result, đúng không? Result thì trọng âm rơi vào âm âm result. Ok. Trước hết là về trọng âm đã. Thế thì chúng ta dựa vào đâu để đánh trọng âm? Có hai cái căn cứ để các bạn có thể dựa vào để đánh trọng âm. Ok, mạng của cô có thể nó lag quá các con ạ. Nhá. Chúng ta sẽ dựa vào hai căn cứ đánh trọng âm. Một là dựa vào cách phát âm, là phiên âm của từ mà hôm trước cô dạy các con cái phần IPA rồi, dựa vào đó. Phần thứ hai là các con dựa vào ngữ pháp và chính tả của từ nhá. Tức là hình thái từ là nó được viết các đuôi như thế nào, các hậu tố tiền tố như thế nào, hoặc là về mặt ngữ pháp ấy, về mặt từ loại nó là từ loại gì, danh, động, tính hay là trạng từ. Ok. Đấy là hai căn cứ để đánh trọng âm. À, phần trọng âm các bạn ổn chưa? Các bạn có làm sai phần này ở trong đề thi trung học trung quốc gia của bạn không? Thông thường ấy thì chúng ta nếu mà chúng ta chỉ có học các quy tắc không ấy thì các bạn vẫn làm sai một cách bình thường. Cho nên phần trọng âm cô vẫn dặn học sinh là chúng ta phải học trau dồi nhá. Chúng ta phải trau dồi trong các bài về từ vựng, cả về phát âm và cả về cách viết thì chúng ta mới làm đúng phần trọng âm được. Ok. Lát rồi cô ạ. À. Trời ơi. Tiếp theo nào. Thế thì dựa vào hai cách đánh trọng âm đó thì cô cách thứ nhất là cách đánh trọng âm dựa vào phần phát âm đúng không? Phần phiên âm của từ ấy. Thì hôm trước cô, cái buổi live hôm trước cô có hướng dẫn qua các bạn cái phần gọi là IPA, phần phát âm các nguyên âm. Chú ý cho cô như này, khi chúng ta đánh trọng âm thì chúng ta chỉ chú ý đến phần nguyên âm của từ thôi, chứ còn cái phần phụ âm chúng ta không quan trọng, đúng nhở? Phần phụ âm không quan trọng nhá. Cho nên chỉ chú ý đến phần nguyên âm. Thế thì hôm trước bảng IPA cô dạy các bạn có nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Nguyên âm đơn thì các bạn lại chia ra làm 7 âm ngắn và 5 âm dài. Có 7 âm ngắn và 5 âm dài đó là gì? Các bạn chú ý cho cô. Hôm trước cô dạy rồi thì bây giờ các bạn nhẩm lại cho cô một chút nhá. Cái âm thứ nhất là âm E ngắn này và âm I dài. Âm A, đúng không nhỉ? Âm A và âm A. Âm Ơ và âm Ơ. Âm O và âm O. Âm U và âm U, đúng nhỉ? Còn hai âm nữa là âm A với âm E. Âm này mà cô vẫn gọi là e bẹt ấy. Như vậy nhá, các bạn phải nắm lại được cho cô phần này để tí nữa cô sẽ nói. Cô nói đến đâu thì các bạn nhớ, các bạn hiểu đến đấy, chứ không có bây giờ không nắm được phần này là đến lúc nói thì học trọng âm không hiểu đâu nhá. Như vậy các bạn có 7 âm ngắn là i a i a ơ o u a e, đúng chưa? Và 5 âm dài. Ngoài nguyên âm đơn thì các bạn sẽ có 8 âm đôi mà hôm trước cô cũng dạy rồi, đó là gì? Đó là e, i, oi, ear, air, ur, o, ao, được chưa? Đây là các âm đôi a, i, oi, ear, air, ur, o, ao. Nắm lại cho cô phần này đấy nhá. Tiếp theo. Thế thì cái quy tắc mà đánh trọng âm đầu tiên ý là chúng ta sẽ đánh trọng âm dựa vào phiên âm, dựa vào cách phát âm các nguyên âm trong tiếng Anh. Quy tắc đầu tiên như sau. Trọng âm sẽ không rơi vào âm ơ, âm i và âm ủ.
không rơi vào ơ ngắn, y ngắn và âm âu nhá. Cô ví dụ như thế này, chúng ta có từ đầu tiên là từ mother, thì các con thấy là âm ơ không rơi, âm ơ không rơi ở âm thì phải rơi vào âm ma mother. Tiếp các bạn thấy cho cô là âm này đọc là occur đúng nhỉ, occur thì ơ ngắn không rơi trọng âm thì rơi vào ơ dài như thế này. Cứ chúng ta cứ xét là ơ cái âm ơ ngắn không rơi đấy nhá, thì nó sẽ rơi vào một âm khác nào đó đi. Tiếp từ từ này là gì, about đúng không, thì ơ không rơi thì phải rơi vào âm khác. Tiếp theo âm y ngắn không rơi, cô ví dụ như là từ event, thì các bạn thấy chữ y này, âm y này không rơi thì phải rơi vào âm khác. Tiếp chúng ta thấy là trọng âm sẽ không rơi vào âm ẩu, ví dụ cô có từ này là borrow thì trọng âm phải rơi vào bo bởi vì âu không rơi nhá. Hoặc là từ khách sạn mà các bạn có đấy là từ gì nhỉ, hotel, hotel trọng âm sẽ rơi vào âm âm tell bởi vì bản chất là âm âu không rơi trọng âm. Tuy nhiên chúng ta có một trường hợp đặc biệt nữa là gì, nếu một từ mà chỉ có chứa hai nguyên âm là âm ơ và âm âm âu thì trọng âm khi đấy buộc phải rơi vào âm âu, bởi vì chúng ta sẽ có một cái quy tắc về sau nữa các bạn sẽ học. Nào bây giờ ví dụ của cô nhá, cô có bốn từ như thế này. Từ thứ nhất là cái từ trì hoãn trong tiếng Anh ấy, chúng ta đọc là gì, postpone đúng không, postpone. Vậy thì chúng ta thấy là âm thứ nhất chứa nguyên âm ơ, âm thứ hai chứa nguyên âm âu, vậy thì chứa ơ và âu thì trọng âm buộc phải rơi vào âu, chúng ta thấy là nó rơi vào spoon. Được chưa? Tiếp nào. Âm thứ hai, từ thứ hai là suppose. Chúng ta có từ suppose thì trọng âm rơi vào pose. Hoặc là ago, trọng âm rơi vào go. Opponent. Các bạn có từ này có ba âm tiết là âm ơ, âm po và âm nent. Vậy trọng âm chúng ta thấy là hai âm này là ơ rồi, và âm này là âu thì buộc trọng âm phải rơi vào âm âm âu. Nhớ nhá, quy tắc 1 và 2 đã xong. Các bạn nhìn lại một chút. Tiếp theo nào. Quy tắc số 3. Quy tắc số 3 là trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài và nguyên âm đôi. Các bạn đã học IPA rồi, có 5 nguyên âm dài và 8 nguyên âm đôi thì trọng âm thì nó ưu tiên rơi vào đây nhá, thường là nó sẽ rơi vào đây. Cô ví dụ như thế này, chúng ta có từ bệnh tật trong tiếng Anh là disease đúng nhở, thế thì chúng ta có âm thứ nhất là âm ngắn và âm thứ hai là âm y dài, disease trọng âm bao giờ cũng rơi vào âm dài. Hoặc là từ này đọc là police, trọng âm sẽ rơi vào âm âm lease bởi vì y này là y dài. Ok, tiếp theo cô có từ explain, explain trọng âm sẽ rơi vào âm đôi, các bạn thấy là âm đôi là a i i e l u đúng không, ao và ồ thì trọng âm sẽ rơi vào âm đôi. Hoặc là cô có từ account, trọng âm sẽ rơi vào âm âm count. Nhìn vào đây thì các bạn thấy rằng nó phù hợp với cái quy tắc đầu tiên của cô đúng không, quy tắc đầu tiên là ơ âm xoá ấy, âm ơ ngắn, âm y ngắn và âm âm âu không rơi nhá. Vậy thì chúng ta thấy là nó có sự liên kết giữa các cái quy tắc đánh trọng âm với nhau. Tiếp theo nào. Quy tắc số 4 là nếu tất cả các âm đều là âm ngắn, chúng ta học rồi có 7 âm ngắn thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Âm tiết thứ nhất nhá. Cô ví dụ như thế này, cô có từ thứ nhất có hai âm tiết đó là happy. Thì âm thứ nhất là âm e và âm thứ hai là âm y ngắn. E và Y đều là ngắn, cho nên các bạn đánh vào âm 1. Tiếp từ số 2 của cô là gì? Interest, interest. Thì các bạn thấy là âm thứ nhất là Y ngắn và âm thứ hai là âm ơ, đều là âm ngắn, thì trọng âm sẽ rơi vào âm số 1. Ok, từ này đọc là animal, animal, animal. Âm E là ngắn, Y là ngắn. Và cái âm này các bạn tưởng tượng là nó có một cái âm, âm câm ở đây đúng nhở? Thực ra nó giống như âm ơ ấy, thì chúng ta thấy nó cũng là âm ngắn. Các bạn sẽ đánh vào âm đầu tiên, animal. Như vậy có bốn cái nguyên tắc nhá, bốn cái quy tắc đánh trọng âm dựa vào phần phát âm đúng không? Đó là gì? Các bạn nhớ lại cho cô này. Một là ơ, y, âu không rơi. Hai là trọng âm
nếu mà có ơ âu thì rơi vào âu. 3, nếu có âm dài và âm đôi thì rơi vào nó. 4 là các âm chỉ chứa âm ngắn thì phải rơi vào âm âm đầu. Ok. Xong trường hợp số 1. Đến quy tắc số 2. Đến quy tắc số 2 là quy tắc đánh trọng âm dựa vào ngữ pháp và chính tả, ngữ pháp của từ ấy và cách viết của từ nhá. Cách viết của từ. Thực ra thì ở đây cô thực ra thì từ trước đến giờ ấy, từ trước đến giờ các bạn học rất là nhiều quy tắc rồi đúng không? Thế nhưng mà chúng ta không học một cái hệ thống, không học một cái hệ thống nên các bạn sẽ dễ quên. Chúng ta phải áp dụng tất cả các cái quy tắc kết hợp với nhau thì trọng âm nó mới không bị sai được. Và quan trọng là phải học thường xuyên. Ok. Quy tắc trọng âm dựa vào chính tả và ngữ pháp thì trước hết cô sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là các từ có hai âm tiết đã. Các từ có hai âm tiết. Một là danh tính thì trọng âm sẽ thường rơi vào âm tiết thứ nhất, thường thôi nhá, tức là có ngoại lệ. Nào, cô ví dụ như này, danh từ các bạn có từ center thì rơi vào sen, object rơi vào ọ, đúng không? Center là trung tâm, đây là danh từ. Object là sự vật ấy, rơi vào ọ. Và flower rơi vào flower, có hai âm nhá, âm flower và âm ơ. Cái cách tính âm tiết thì cô đã dạy các bạn rồi đúng không? Một từ có bao nhiêu nguyên âm thì từ đó có bấy nhiêu âm tiết. Ok. Từ này có nguyên âm e và âm ơ thì từ này có hai âm tiết. Từ này có nguyên âm ào, âm đôi nhá. Và âm ơ, tức là từ này có hai âm tiết. Từ này có một âm ờ và âm y. Từ này có hai âm tiết. Cái cách tính âm tiết là dựa vào nguyên âm. Mà nguyên âm thì không chỉ có 5 cái chữ cái nguyên âm mà là uể oải của các bạn đâu, mà là 20 nguyên âm cô dạy ở trong bảng phiên âm quốc tế IPA. Ok. Hoặc là tính từ nữa, ví dụ như là happy, vui vẻ, hạnh phúc, present, đây là hiện hành, hiện tại, clever thì đều rơi vào âm số 1. Các bạn thấy rằng nó không thoát khỏi cái quy tắc đánh trọng âm một la mã của cô. À, sorry đây các bạn, đây là hai la mã nhá. Nó không thoát khỏi cái quy tắc đánh trọng âm dựa vào phát âm đúng không? Ví dụ từ này là center thì ơ không rơi. Tiếp từ này là object thì y ngắn không rơi. Từ này là flower thì trọng âm phải ưu tiên âm âm đôi, đúng chưa? Cho nên các con mà đọc tiếng Anh ấy nên có một thói quen là ghi phiên âm. Ok. Tuy nhiên, nếu mà về mặt hình thái à chết về mặt ngữ pháp ấy thì các bạn thấy là danh từ và tính từ có trường hợp nó sẽ rơi vào âm số 2. Ở đây cô trong chương trình các bạn học ấy có một số từ thôi, quanh đi quẩn lại sẽ là những từ như thế này. Đó là từ gì? Advice, lời khuyên, belief, canal, disease, event, hotel, Japan, machine, mistake, perfume, police, polite và result. Tất cả những cái từ này là những danh từ và tính từ nhá. Ví dụ ở đây có từ polite thì là tính từ rồi, rơi vào âm số 2. Tuy nhiên các bạn cũng nhìn thấy vào phần phiên âm cho cô thì các bạn thấy là nó tuân thủ rất là nghiêm ngặt quy tắc phát âm đúng không? Chúng ta thấy có từ machine thì trọng âm rơi vào âm dài, không rơi vào ơ. Mistake trọng âm rơi vào âm đôi. Perfume trọng âm không rơi vào ơ và rơi vào u dài. Police cũng thế nhá, polite tương tự thế. Ok. Cái phần này cô sẽ gửi cho các con cái slide này bằng PDF lên lên group nhá. Đấy là quy tắc số 1. Với danh từ có hai âm tiết và tính từ hai âm tiết. Tiếp theo vẫn từ hai âm tiết nhưng nó là động từ và giới từ thì sao? Thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, âm tiết số 2. Chúng ta có như sau này. Các bạn có từ đồng ý tiếng Anh là agree. Agree nhá. Thì trọng âm sẽ rơi vào âm agree. Các bạn thấy rằng nó vẫn tuân thủ cái quy tắc phát âm của cô đúng không? Quy tắc phát âm là gì? Là âm dài. Hoặc là động từ nữa là complete thì trọng âm phải rơi vào plete. Đây là các động từ. Ok. Bây giờ dưới hai từ dưới này là tính từ, các bạn sẽ có là between đúng không? Between thì trọng âm phải rơi vào between. Hoặc là tính từ nữa, giới từ nữa là above. Above thì các bạn thấy là nó sẽ rơi vào âm số 2 nhá. Âm số 2. Đó. Tuy nhiên
chúng ta có các trường hợp ngoại lệ như sau, dựa vào mà ngữ pháp ấy, ngữ pháp và chính tả. Thì các động từ hai âm tiết nhá, có những động từ hai âm tiết mà kết thúc bằng các đuôi như thế này. Thứ nhất là ow ấy. Cái này là kết thúc bằng o, ow như thế này mà phải phát âm là âu cơ thì trọng âm nó mới rơi vào một. Hoặc là cái này nữa, kết thúc bằng đuôi này nhưng phải đọc là ơ ngắn. Kết thúc bằng ish, kết thúc bằng ình và kết thúc bằng cái này nhưng phải đọc là ish, ish thì trọng âm mới rơi vào âm số 1. Nói tóm lại như sau. Những từ như thế này, những từ kết thúc bằng âu, ơ, ish, ình, ish thì trọng âm sẽ rơi vào âm số 1 nhá. Cô ví dụ như thế này. Chúng ta có mấy cái từ tiếng Anh mà kết thúc bằng âu như thế này là borrow, trọng âm rơi vào bo, follow, enter, finish, happen. Ok, tiếp hoặc là listen, open, manage, visit. Được chưa? Đây tất cả là các động từ. Hoặc là nhá, các con chú ý cho cô là cô vẫn dạy các bạn là gì? Những cái mà chúng ta đọc là ồ, ừ ấy thì không rơi, đúng không? Ví dụ là travel hoặc là gì nữa. Những cái từ như thế là không rơi. Buổi hôm nay trọng âm chúng ta sẽ không phải là học một buổi mà các bạn nhớ ngay, nhớ nhở? Cô khuyên các bạn là nên tách trọng âm ra để học làm nhiều buổi khác nhau, chứ các bạn đừng học một buổi, học một chuyên đề mà các bạn học hết về trọng âm thì rất là khó nhớ. Ok, bây giờ là bài tập. Nào, các bạn nhìn vào đây và các bạn cho đáp án cho cô bên dưới nhá. Các bạn chat đáp án vào đây cô xem nào. Một buổi từ nay cô sẽ tăng buổi số buổi live trong tuần lên cho các bạn. Cô tăng buổi live trong tuần cho các bạn và các bạn để những bạn lấy gốc ấy. Lấy gốc lại. Ok. Có nhanh quá không? Bây giờ các bạn sẽ ghi lại cho cô nhá. Nào. Cô show lại cái phần này cho các bạn nhìn quy tắc trọng âm. Quy tắc trọng âm là gì? Và các bạn làm. Nào. Từ có hai âm tiết nào, danh tính âm âm 1 đúng không? Động từ âm 2. Cái phần quy tắc phát âm thì cô nói rồi. Ơ âu y không rơi. Ok. Bây giờ là bài tập, bây giờ các bạn thử làm cho cô 15 câu này xem nào. Chúng ta chat đáp án bên dưới phần comment cho cô nhé. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7, câu 8, 9, 10. Chúng ta làm xem nào. Cô cho các bạn làm vào một cái chúng ta có nào. Các bạn thử chat đáp án vào đây xem nào. Trời ơi là trời. Ok, 1C. Có một bạn rồi. Các bạn comment đáp án đây giúp cô. Comment đáp án vào đây nào. Các bạn làm đúng. Nếu mà các bạn làm sai là các bạn chưa nắm được phần này đâu nha. Chúng ta có nào. Mình có tất cả những từ này đều là danh từ đúng không? Danh từ thì bình thường sẽ rơi vào âm số 1. Âm số 1. Tuy nhiên trong phần gì? Trong phần ngoại lệ cô có từ disease. Trọng âm sẽ rơi vào âm số số 2. Cho nên các bạn thấy này, disease âm 2, humor âm 1, cancer âm 1 và treatment âm 1, đáp án sẽ là A. Ok. Tiếp nào. Bây giờ từ này nhá, từ này tất cả cái từ này là đều là động từ. Các bạn thấy đọc cho cô là từ này đọc là attract. Những từ mà động từ thì rơi vào âm 2. Âm 2, âm 2. Tuy nhiên có một số động từ và trường hợp đặc biệt thì rơi vào âm âm 1, đó là travel âm 1. Còn đây là attract âm 2, âm 2, âm 2. Các con bình luận vào đây xem nào, đáp án thế nào, có bạn làm đúng rồi đấy. Tiếp nhá. Câu số 3 nào. Như lúc nãy các con thấy là tất cả đây là động từ đúng không con?
Để làm được phần này thì để làm được cái phần mà dựa vào ngữ pháp ấy thì các bạn lại phải hiểu nghĩa của từ, hiểu gì, hiểu từ loại nó, hiểu từ đó thuộc từ loại nào các bạn mới làm được, đúng không? Cho nên đáp án ở đây là gì? Decide, đây là động từ, visit là động từ, provide động từ và respect là động từ. Chúng ta sẽ có đáp án sẽ là visit. Đây là trường hợp bất quy tắc đúng không? Tiếp nào. Mình có trường hợp này cũng thế, cũng là động từ. Tuy nhiên chúng ta thấy có từ publish của cô có đuôi x thì không bao giờ rơi vào nó. Tất cả những từ này là hàm tiết con nhá. Cho nên đáp án sẽ là câu C. Còn từ này đọc là contain, rơi vào tain, âm đôi. Reduce, rơi vào gì? Rơi vào âm, âm deuce. Và express, rơi vào press. Câu số 5 tất cả là danh từ. Câu số 5 tất cả là danh từ. Chúng ta có từ knowledge. Đây là danh từ kiến thức rơi vào âm 1. Tuy nhiên có từ cảnh sát là cái từ mà bất quy tắc rơi vào âm 2. Farmer, danh từ nông dân âm 1. Leader, nhà lãnh đạo rơi vào âm 1. Đáp án sẽ là B. Tiếp theo nào. Câu 6. Chúng ta có từ tính từ là busy. Trọng âm rơi vào âm B. Handsome, rơi vào âm han. Legal rơi vào âm ly và riêng từ này là bất quy tắc, đó là polite đúng chưa? Rơi vào light. Số 7, chúng ta có tất cả bốn lựa chọn này đều là danh từ. Chúng ta có beauty vẻ đẹp âm 1, cancer âm 1, wildlife âm 1 và từ này là từ bất quy tắc, đọc là machine. Tiếp nào. Số 8 nào. Chúng ta có từ này đọc là labor, mistake, marriage, pressure. Đáp án sẽ là âm âm take nhá, rơi vào âm stake. Đáp án là B. Ok. 6D. Đúng rồi. Đúng rồi. Các con comment đáp án đây cô. Tiếp nào. Câu số 9 nào. Chúng ta thấy tất cả đây đều là tính từ. Có riêng đáp án này rơi vào âm số 2. Chúng ta đọc là alone. Đúng không? Alone. Cho nên rơi vào âm này. Đáp án là cái này. Còn tất cả cái này rơi vào âm 1 nhá. Willing, able, simple. Số 10. Bốn lựa chọn đều là danh từ. Mình có pressure. Đánh vào press. Press. Đúng không? Tiếp, silence đánh vào sigh, trọng âm result rơi vào doubt và rubbish rơi vào rough. Đáp án sẽ là câu C. Câu tiếp theo nào. Chúng ta có từ listen. Đây là các động từ. Có riêng động từ listen rơi vào âm list bởi vì lúc nãy cô nói rồi những động từ mà kết thúc bằng đuôi in là không rơi. Neglect rơi vào lick. Rơi vào click nhá. Và arrest rơi vào rest, decide rơi vào side. Đáp án sẽ là A. Câu số 12, chúng ta có bốn động từ thì trong đó có động từ finish và rơi vào phi, còn ba cái này là rơi vào âm 2, vive, survive, vive, control, throw, destroy, destroy. Ok, đáp án sẽ là câu D. Tương tự thế, câu số 13 cũng là bốn động từ. Chúng ta có từ đuôi in này không rơi. Đáp án rồi rơi vào have, đúng chưa? Expect rơi vào pick, expand rơi vào pan và admit rơi vào meet. Các bạn chú ý cho cô những từ này nhá. Khi cái ex mà đứng đầu mà đọc là x thì nó không rơi vào đó, nhưng nó đọc là x thì nó rơi vào đó. Ví dụ như thế này đọc là expect thì không rơi đúng không? Expand là không rơi. Đáp án sẽ là A. Câu số 14 nào. Mình có worker, teacher, advice thì đáp án sẽ là C bởi vì đáp án sẽ rơi vào âm 2. Tiếp câu số 15 chúng ta có từ explain, borrow. Đây thuộc trường hợp mà lúc nãy cô nói đúng không? Đó là gì? Những động từ hàm tiết mà kết thúc bằng -o thì trọng âm không rơi vào nó mà phải rơi vào bo. Vậy thì chỗ này là explain, borrow, open và offer. Đáp án sẽ là gì? Đáp án sẽ là explain. Đó.
Các bạn, cái quy tắc trọng âm của cô ấy, quy tắc trọng âm mà cô tổng kết cho các bạn ấy, thì còn một phần nữa là về chính tả thì chúng ta sẽ học vào những buổi khác nhá. Chúng ta sẽ học vào những buổi khác. Còn buổi này các bạn chỉ nắm cho cô hai cái quy tắc trọng âm chủ yếu, đó là gì? Một là dựa vào cách phát âm thì có bốn cái quy tắc nhỏ, đó là gì? Ơ i âu không rơi. Nếu có ơ âu thì rơi vào âu, đúng chưa? Trọng âm thì thường rơi vào âm dài, âm đôi, và cuối cùng là nếu từ chỉ chứa âm ngắn thì phải rơi vào âm một. Quy tắc số 2 là quy tắc đối với từ có hai âm tiết, nếu là danh tính thì rơi vào âm một, nếu là động từ và giới từ thì rơi vào âm hai. Tuy nhiên chúng ta có khoảng phần danh từ ấy, danh và tính chúng ta có khoảng hơn chục từ nó thuộc trường hợp bất quy tắc, thì các bạn chịu khó, cái đấy các bạn chịu khó học. Buổi sau nhá, cô sẽ gửi trước tài liệu cho các bạn để các bạn làm trước đã, rồi chúng ta sẽ lên live với nhau như thế này thì nó mới có hiệu quả. Và cô sẽ tăng cường like trong nhóm để cho các bạn lấy lại gốc đã, hoặc là các bạn không xem được thì các bạn sẽ đến lúc các bạn sẽ xem lại like, các bạn làm bài tập cho cô. Ok. Các bạn có hiểu không? Cô giảng thì các bạn có hiểu không? Hơi nhanh đúng không? Buổi tới cô sẽ gửi tài liệu trước cho các bạn trên nhóm nhá. Thì các bạn xem thì các bạn sẽ hiểu. Còn đây cô giảng như thế này mà cô quên không đưa tài liệu trước cho các bạn thì hơi nhanh. Ok. Một buổi các bạn chỉ lên cô chỉ lên các bạn khoảng 30 hơn 30 phút thôi, lấy một chủ đề ngữ pháp hoặc là một chủ đề ngắn ngắn nào đó các bạn học. Xem live lâu cũng mệt lắm. Ok, bye bye cả nhà nha. Hiểu. Cô gửi tài liệu lên nhóm cho con nha. Chào cả nhà. Bye bye. Chào con nhá, chết rồi. Chào các bạn.